Chúa. Chúng con xin cảm tạ và tôn vinh Chúa cho chúng con nơi hải ngoại được sống trong tự do. Chúng con rất buồn vì quê hương Việt Nam chúng con vẫn chưa được tự do thật sự. Chúng con lấy làm xót xa về những anh chị em giáo xứ Tam Tòa. Cả chủ chiên lẫn con chiên đã bị đánh đập, đàn áp một cách dã man. Chúng con động lòng vì họ đã chịu đựng gian khổ đó trong yêu thương, ôn hòa, như chính con một Chúa đã làm gương cho chúng con. Chúng con cảm phục vì họ vẫn can đảm không lùi bước trước sự bất công, áp bức, man rợ. Chúng con xin Chúa nhận lấy lòng thành của tất cả chúng con đây, không phân biệt tôn giáo, nhưng cùng một nguyện ước cho công bằng và chân lý, cho tự do nhân quyền thật sự nơi quê hương chúng con. Xin cho chúng con ở nơi đây cũng không bao giờ im lặng trước những bạo lực và thủ đoạn bất nhân của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Xin cho chúng con được biết góp phần sức của mình cho quê hương chúng con được mau thoát ách Cộng sản. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đại diện cho Phật giáo trong Hội đồng Liên Tôn, chúng tôi đến đây xin chia sẻ và rất đau xót trước sự giáo dân giáo xứ Tam Tòa cũng như các vị linh mục, các vị lãnh đạo tinh thần đã bị đàn áp, đã bị đánh đập một cách rất là dã man. Và sự đàn áp đối với giáo phận Vinh cũng như giáo xứ Tam Tòa thì đó cũng là một nỗi niềm đau xót chung, và đó cũng chính là sự đàn áp chung đối với tất cả các tôn giáo. Ngày hôm nay chúng con xin kính nguyện cầu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mười phương ba đời chư Phật, tùy từ gia hộ tất cả các công dân Việt Nam của chúng ta ở tại quê nhà, cũng như Tổ quốc Việt Nam, và nguyện cầu cho giáo dân giáo xứ Tam Tòa ở giáo phận Vinh sớm được vượt qua những cái sự khó khăn, những cái sự trắc trở, và nhất là bị đàn áp một cách rất là đau xót, mà tất cả người Việt chúng ta không phân biệt tôn giáo, bất cứ nơi nào khi nhìn thấy hình ảnh mà công an cũng như những kẻ gọi là côn đồ đánh đập dã man giữa người Việt Nam với người Việt Nam, chúng con nguyện cầu chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, tùy từ gia hộ cho giáo xứ Tam Tòa thuộc giáo phận Vinh sớm vượt qua được những khổ nạn và những khó khăn hiện nay, và nguyện cầu cho đất nước Việt Nam chúng ta sớm vượt thoát được sự cai trị độc tài toàn trị của Cộng sản Việt Nam. Nguyện cầu cho ánh sáng bình minh, ánh sáng của tự do, dân chủ và nhân quyền sớm được xuất hiện trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng con. Kính nguyện cầu chư Phật tùy từ chứng minh cho lời thành tâm kính nguyện chúng con được thành tựu viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi, là đấng dựng nên trời đất muôn loài và con người của chúng con.
Tạ ơn Thiên Chúa, buổi tối hôm nay Chúa cho chúng con có dịp tiện để chúng con họp lại đây, để chúng con bày tỏ tinh thần hiệp thông với toàn thể ông bà anh chị em ở tại giáo xứ Tam Tòa thuộc giáo phận Vinh ở miền Bắc Việt Nam, để chúng con dâng lời cầu nguyện xin Thiên Chúa Ngài an ủi bảo hộ và dùng tất cả những đầy tớ của Chúa là các linh mục, các nam nữ tu sĩ, các giáo dân để nói lên tiếng nói công bằng, chân lý. Và để chúng con cũng cầu nguyện cho những người đang bị bắt hại, chúng con cầu nguyện cho hơn 85 triệu đồng bào của chúng con đang sống ở trong chế độ cộng sản vô thần. Và chúng con cũng cầu nguyện cho mục sư Nguyễn Công Chính ở tại Cao Nguyên đang bị tù đày, đang bị đánh đập và đang bị dù trù nhập. Chúng con cầu xin rằng Chúa bảo hộ ông. Chúng con cũng bày tỏ tinh thần niềm tin mạnh mẽ của chúng con đối với Thiên Chúa, bởi vì chúng con nhìn lại lịch sử tất cả những chế độ vô thần, những bạo chúa bạo quyền đều sẽ bị tiêu tan. Chúng con tin tưởng điều đó mà chúng con họp lại đây để chúng con dâng lời cầu nguyện với Thiên Chúa. Và chúng con có bấy nhiêu điều cầu xin trong danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.